Chào cả nhà mình nhé. Rồi ngày nào mình cũng phải lên đây làm bạn với thằng YouTuber này. Ngày nào anh em cũng nghe giọng nói mình viết cũng nhàm, cũng có thể nhàm chán ha. Nhưng mà ngày nào cũng phải làm, ngày nào cũng phải ăn mọi người. Cuộc sống hàng ngày mà mình phải lao động. Chung số lượng thì cũng như mọi ngày mình bán số lượng cũng hơi là khá nhiều. Anh em mình nhắc đi nhắc lại mỗi ngày một câu nói này thì mình anh em chứ để cái mã hàng mình muốn mua giùm mình, rồi mình cái mã hàng nào mình muốn mua anh em nào xem kỹ có phù hợp với cuộc sống hàng ngày của mình hay không, rồi hãy đưa quyết định mua hàng cho mình nha. Rồi anh em điện không được hoặc anh em có thể nhắn tin qua số điện thoại 0966899730 nha. Vì mặt hàng hôm nay nó cũng khá là độc đáo cũng tùy theo sở thích và tùy theo nhu cầu của mọi người. Rồi để không lãng phí thời gian của mọi người, mình vô bán hàng cái mã đầu tiên nha mọi người. Mã thứ nhất bán cho anh em cái này 150, 1A nha, 150 nha anh em. Một con dao lọc giấy nhỏ nha, có thể dắt túi nè. Con file da băng nha, hơi cũ thì mình chưa vệ sinh, chỉ dính lau sơ thôi anh em. Tất cả đã thay lưỡi dao mới của Nhật hết. Đó. Đó, cái thứ nhất. Thứ hai là một cái cây cây này anh em, cây này có anh em về có thể thiết kế nghiên cứu lại. Cái này nó có thước cân thủy nè, cái này là cũng để dắt túi nè. Theo nó là mình cho kèm theo anh em là hai cái mũi vít. Mũi vít riêng của nó là như thế này nè. Không biết còn mũi lại nó mất tiêu à, mình kèm vào cho anh em theo theo nó như thế này luôn để anh em xài. Như thế này mình khuyên anh em là nên dặn những cái lực vừa phải, anh em vừa dặn ổ điện hay dặn mấy cái đầu linh tinh vừa phải vừa mức thôi ha, chứ không phải mà anh em nghĩ đầu nhật mà anh em xài dặn tối đa là nó cũng banh như thường nha. Đó, cây này khá độc đáo nha, nó có đèn pin ở dưới nó nè, nhưng mà mình chưa khám phá ra, không có thời gian nhiều để làm mọi người, thì cái này anh em về khám phá nha. Chứ những cái đầu lạ lạ này lâu lâu mới gặp được món mọi người. Cái viết mà có thước cân thủy nữa, trên đây có cái nút nhấn nữa nè. Đó, 150 nha, cộng thêm cái dao giấy nha, 1A. B là cho nó đi với thằng này đi. B ha. 1B. Một kéo cắt giấy. Ngon lành ngang của Nhật à. Kéo cái giấy này nhà cũng cái kéo học sinh đó nha anh em. Của anh chị em nào mình làm văn phòng. Nó dài có 16 rồi nha, còn bén nha. Khá là dày dày chất lượng nha, chứ không phải là ấy đâu. Độc đáo là cái cây này là anh em, nó có thể dao hộp giấy dạng cũng dao nhỏ 14 thôi. Nhưng mà cái này trong đây là nó nằm 5 cái lưỡi dao nó nằm trong đây nha, 5 lưỡi nha. Cái này mình nó chưa có ăn. Đó. Hay cái là anh em có thể đẩy lên tới bên đây là anh em có thể rút dao anh em thay lưỡi bỏ lưỡi nha, dù anh em xài cùng á. Thì dưới đây là mình đẩy rồi đã thay cho anh em tất cả 5 cái lưỡi dao mới. Áo này ra hơi mất thời gian quá. Đây nè, đây nè, nó có cái thế đúng là mình cố mình gị cũng không ra. Đó, nó như thế này nha anh em. Trong này là 5 cái lưỡi dao, 4 hay 5, 5 cái nghe luôn, cái lưỡi dao mình dục ra ngoài. Đó, cứ xài xong dục, xài xong đẩy lên là nó dù nó cùng hay là nó bị có vấn đề gì anh em, thì anh em cứ đẩy lên là rút cái lưỡi dao ra nha. Rồi kéo xuống là tự động nó sẽ thay lưỡi. Này dao dao tự động thay lưỡi á. Đó. Cái này cũng rất hay ha. Đó. Rất độc đáo dao này ha. Đẩy lên anh em đẩy lên tới cùng là anh em rút dao ra thôi. 150 nha, mã 1B. Mã số 2A đi. Anh em lưu ý mã số cho mình nha. 120. Cái hai cảo này thôi mọi người. Cảo này cảo nhôm. Cho anh em làm nào việc nhẹ ha, ví dụ nhôm kính hay gì đó. Cảo gì cảo ha. Này có EKM. Đó.
50 nha, cả này cả 50 nhất. Nhưng nó mới nó chưa dùng cái quăng bãi mọi người. Cảo này giống với cảo nội địa, cảo hàng xuất đó mọi người. Mình nghĩ chắc hàng này hàng xuất. Đây cũng còn mới, cảo hình như hình nha. Đó. Thằng này nó chắc cũng khoảng 50 thôi. Sáu mươi chắc được sao nó ấy, chắc 50 anh nè, 60 rồi. Tới đây là hai cái này là 60 ha, nó trừ đi cái này chắc cũng khoảng một cặp phân đi, nó còn cũng cũng là 50 nha, cũng là cảo nhôm anh em. Đây nha, có hai cái lỗ để anh em kẹp vào cái gì đó, anh em cạo cái bạn nó khoảng 3 phân đó. 120.000 mã số 2A ha. Được rồi mọi người, tuy ra nó không có giá trị cao, anh em có thể mua kết hợp lại những món khác nha. Trong những anh em lần đầu tiên mua hàng bên mình, nói chung là phải đặt cọc thẻ cào vận chuyển 50.000, mình ship hàng đi nha mọi người. Để còn anh em muốn gửi hàng lại, những anh em khách hàng mới muốn gửi hàng lại thì phải một trả tiền trước, hai là ấy lại cho mình nha, đặt cọc mình mới giữ lại 2B nha. Bán hai kèm phe này nha mọi người, chung có cái gì mình sẽ bán cái đó, chứ không có thể nói chung để chờ đợi để kết hợp lại những cái để nó phù hợp nha, nó cũng hơi khá lâu. Chung cái này nó cũng là hai cái kèm này nó cũng có sự khác nhau, một cong và một thẳng này, như phe trong phe ngoài mình chưa quên để ý nữa rồi. 16 rưỡi ha, hai cây này 15, hai cây này của Lucky của Mỹ hay của nào không biết ha. Còn thép không rỉ nha anh em, này thép không rỉ còn đẹp ha. Thằng này bóp vào mọi người, hai cây bóp vào nhưng mà một cong một thẳng nha, đó nó không có giống nhau nha, mình nếu mà giống nhau mình sẽ không bán như thế này. Đó, hai cây 150, 2B nha, mã số 2B, 150.000 chưa phí ship. Giá mình báo là chưa phí ship nha anh em, những anh em mới mua hàng lần đầu cũng hay nhầm, cứ là cứ chuyển 150 là mình bao ship là không có nha. Thì tùy theo giá trị nặng nhẹ thì anh em, nếu anh em chuyển khoản thì phải thêm mình 10.000 hoặc 20.000, tùy theo giá, tùy theo món hàng nặng nhẹ nha, tùy theo xa gần. Nhiều khi những mặt hàng dù anh em mình kêu anh em chuyển thêm 20.000, lúc nào cũng 30 35.000, lúc nào mình cũng đắp thêm, chứ mình không có bao giờ mà ấy đâu. Nếu anh em nào thường xuyên mua hàng, anh em biết tiền ship phí COD này, anh em đến tay anh em là tầm bao nhiêu là anh em cũng thừa biết nha. Một số anh em cũng hơi nói chung cũng không có rành về cái món cái tiền ship, kể cả mình cũng không rành, mình không biết sản phẩm này là của ai, ai sẽ mua và tiền ship nó bao nhiêu mình cũng chả biết luôn, là bên những chuyện nó tính mọi người. Ví dụ anh em chuyển khoản thì nó không có phí thu hộ đó, mình trả phí ship đi nó cũng vẫn rẻ hơn là anh em trả ship. Mã 3A nha, cho cái cảo mắc sơn này, mấy cái này chắc sơn xe thể thao á mọi người, hay là cái sơn gì nó có ba cỡ nè nha. Để lấy cái thước cặp nha anh em, rồi để mình đo cho anh em xem nó chính xác hơn nha. Cái này thì cũng được 6 ly ha, cái lỗ này á, này 5 ly này, 2,5 ly, 2,8 ly, này gần 3 ly đó. Như hình nha anh em, mini, cái này nó không có đâu số má gì trên đây nha, nó ngắn gọn vậy nè, nó có, tổng chiều dài nó được có 6 phân rồi nha. Đó, trên đây nó có một cái cây mà nó mới cây xỏ ngang, anh em kiếm cây tu vít anh em xỏ ngang, anh em cạo cũng rất đơn giản ha. Đó. Rồi như hình 150, con cục sắt dụng này bán 150. Rồi 150 nha. Tuy là sắt dụng đó, nhưng mà đôi khi mà mình kiếm những hàng bản kiếm không ra nha mọi người. 150 luôn. Hôm nay linh tinh cũng trăm trăm hơn nhiều, khá nhiều ha. 3B. Cho cây tuvix này của thằng Anet nha mọi người. Cái này nó sử dụng rồi mà nó quăng bãi sao nó bị chết tới đây thôi anh em. Cái nhựa ABS của nó cực cứng luôn nha, anh em khỏi lo. Đây nè, nhưng nó chết tới này chứ không phải là nó mẻ nó sứt luôn nha, nó còn kết dính chứ không phải là ấy.
tua bít tự động nha, cứng cáp lắm mọi người. Thì rin theo nó là như thế này, 1 cộng 1 trừ, bo thêm là theo nó là ba cái mũi vít này nữa đó, mũi vít BH1 1,5 tấc nha, BH1 7 phân, BH2 5 phân đó. Nó mấy cái này không hết 5, 7, 5, 60 rồi mọi người đó. Thêm mấy cái mũi vít như hình nha mọi người, 150. Thì anh em mình làm việc thì nó những cái này còn tốt lắm, anét nha, mini à, này nó ngắn khoảng có 8 phân mấy à đó. Anh em có thể thay đổi gắn vào vẫn xài tốt hết nha, nói chung là chuẩn nên là chuẩn thông dụng hết rồi. 635 ha. Rồi 4A bán cho anh em cái kéo to này 180.000, 180.000 chưa phí ship nha. Kéo này là cũng là khá độc đáo nè anh em, nó làm thiết kế rất là độc đáo nha, thép không rỉ luôn nha, chữ Nhật nó viết đầy luôn ha, 8.5 không rành luôn. Cái này là kéo cắt tôn xéo nha anh em, 26 ha, độc đáo là cái kéo này là nó có thể nó là nó thay lưỡi nè anh em, nhưng mà lưỡi này anh em kiếm ở thị trường Việt Nam chắc cũng phải đỏ con mắt, nhưng mà lưỡi riêng theo nó luôn nè đó, không mẻ luôn nha. Mình đây là nó có ốc này, mình nghĩ nó thay lưỡi nên em nhìn là biết rồi ha, mình nhưng mà mình chưa tháo ra luôn, không mẻ nha đó. Kéo cắt xéo nha, dạng như kéo thép kia thì rất là bình thường rồi, kéo này là rất, mình nghĩ là rất là hiếm nha. Rồi để cắt thử cho anh em xem luôn nha, cái này nó bén lắm anh em đó. Bán ngót luôn ha, 180.000 chưa phí ship nha. Nó kéo thép không rỉ nha, chứ không phải dạng kéo thép bình thường có nó rẻ hơn nha mọi người. Đây có ba cái kìm này mini, bán anh em 130 thôi nha, 4B chung để lộn xộn nha nè. Mấy cái kìm cắt chân linh kiện hoặc những anh em nào xài những công việc nhỏ ha, cái này nó khoảng 11 thôi, với một cái kìm răng này chắc cũng không phải của hàng nội địa, 13 kìm răng thì xài chức năng nhỏ nè, không thương hiệu ha. Chung giá trị này mình đánh giá này như bán 20-30 ngàn cho mọi người thôi. Hai cây này con đầu, hai cây này ha, một kìm cắt của K3 nè, hai cái có sự khác nhau nha, thằng này mỏng để anh em cắt ấy, còn này anh em hơi dày hơn, này dày gấp 3-4 lần ha, thép không rỉ nha, của K3 da băng nha. Tuy là anh em thấy là bãi Nhật như vậy nhưng mà những cái kìm này á, hàng nội địa, những cái kìm K3 này á, anh em cầm 100.000 mua không được đâu nếu mà mới. Thằng này cho nó cũng chẳng khác gì là mới đâu mọi người. Để mình cắt thử cái dây điện, nói chung là không có mẻ, không bị gì nha, chung nó mấy cái linh tinh này nó nhỏ quá mà không có thèm mấy cái luôn. Dân dài nghe, không mẻ nha. Đó, cây dưới cũng vậy, nói chung là khỏi test ha. Cắt dây điện bự luôn nha. Chung mình xài, anh em xài trong công việc mình thì tuy là hàng Nhật nhưng mà mình nhỏ thì xài theo cái công suất nhỏ của nó nha, chứ mình đem bấm dây đơn, bấm dây kẽm là không thích hợp rồi, nói sao hư rồi nha. 130.000 mã số 4B. Mã số 5. Thằng này cho nó mình ơn đi. Số 5. 300.000 cho cái cây này. Trong bịch luôn nha, cái cờ lê. Cờ lê đa năng ha. Còn mới luôn mọi người. 906 gì đây nha. Của Snai vậy ha. Đây còn cái tem nó luôn mọi người, cây này như nó chưa dùng nè. Đó. Nó còn trong bịch như thế này luôn nè. Kích thước 2 tấc, 906 này 2 tấc, xong nó ra tới 2 cán, chắc cái cán là nó tới đây 2 tấc nè, 2 tấc ra 21 rồi, 21 đó.
Cái này có thể anh em bẻ là gặp lại luôn. Đó, cái này có thể xài xong mình dắt lên luôn. Đó. Để đo coi nó mở được cờ lê mấy nha mọi người. Hai mươi lăm ha. Đó, đoạn này được 25. Đúng rồi, nó được 25. Cái 25 là cái chiều này. Để mình đo cái chiều này nha. Chiều này nó được khoảng 27 nha anh em. 27 28. 28 ha. Rồi, 300 cho cái cây này nha. Mới tin. Lên đa năng tiền này có nét anh em. Anh em về nếu mà anh em mua cầm trên tay á, nó rất là đầm tay và chắc chắn. Đầm tay lắm. Đó, bẻ qua. Cái này cũng hay hay ha. Trong đầu của Nhật anh em biết nhá, hàng nếu mà anh em nào từng đi siêu thị Nhật anh em biết những cái mặt hàng mới này anh em nó rất là mắc tiền chứ không phải là đơn giản nha. Hàng bãi thì mình lụm được bao nhiêu giá thế nào mình bán giá đó. Nói thẳng ra là nhiều khi những mặt hàng mình có thể mình bán hơn, cao hơn những cái kênh khác hoặc những anh em khác. Đổi lại. Rồi, video bị gián đoạn tí xíu do có khách lại, lúc mình quay clip có khách lại mua đồ nên nó gián đoạn tí. Em đang nói tới cái chuyện mắc rẻ. Trong nhiều sản phẩm mình sẽ bán, nhiều khi như mình bán có thể cao hơn những anh em khác, và ngược lại thì những sản phẩm mình có thể đó mình theo mình cũng có mắc có rẻ, chứ không phải là cái mỗi kênh nó đồng giá nhau anh em. Ví dụ anh em mua ở đây là ví dụ những cái món này nó mua mình 250 thì khi anh em ở đâu xem kênh đâu mua được 200, ví dụ như vậy. Ví dụ ngược lại những mặt hàng khác thì mình có thể bán 200 mà nơi khác người ta bán 250 rất bình thường ha. Chứ không phải là mỗi nơi bán cái đồng giá nhau. Cái món này bán anh 100.000 là phải chết giá 100.000 nha anh em. Số trường hợp cũng bị hay thắc mắc đó, tôi mua ở kia có 200.000 bán 200, 180. Chứ mà lựa chọn mua hàng là nơi mọi người thì đang bán là người bạc là quyền của người bán ha. Rồi anh em không mua thì tiền cũng vẫn còn y thinh trong túi. Rồi tiếp theo mã số 6 nha. Số 6 bán hai cây này 180 và 200 nha. Cây kéo cắt tỉa lá cho kiển ha, thép không rỉ nha mọi người. Thép không rỉ nha. Cây này còn là cực bén nha, y như mới vậy đó. Y như mới nha. 200 nha mọi người, nhựa cán nhựa ABS nha. Không có chữ gia băng như biết gì ở đây, tay lấy tin là thép không rỉ ha. Kích thước 19. 19 là 6A nha. 180.000. Chưa phí ship nha mọi người. 206B. 200 nha, cho cây kéo cắt tỉa này luôn. Đây nó khóa nằm đây. Nè, quên là mình đo cái lưỡi cắt nó được bao nhiêu, lần này nó lưỡi cắt nó dài hơn kia. Được 5 phân nha. 5 phân. Cây này có chữ da băng nè anh em. Cái cán nhựa này mình nhìn nghĩ nó chắc chắn hơn cái cán kia. Này nó thép nó đúc. Thép nó đúc mấy cái lưỡi cắt nó tới đây nè nha. Đó, nó có sự khác nhau nha, nó trên lệch giá. Đó. Rất là bén ha. Cái này kích thước cũng 19 luôn mọi người. Không được đóng khiếp mọi người. Không biết sao mình khóa nó rồi mà nó không được khiếp nè. Nó chỉ đóng hở như đây thôi. Cũng 19 luôn nha. Thằng này như lưỡi cắt nó được khoảng 4 phân mấy à, 4 phân 2. Ngắn hơn lưỡi cắt nó, trên là tí xíu nha. A58 B200 nha. Mã số 7. Rồi 7A. 7A là bán cho anh em cái này 150 nha. 2 tua vít thử điện, 2 cái đầu vít BH2 và BH đầu từ nha, từ 6. 7B 150 một cây.
chung là cặp này thì như một mất một còn, nhưng mà cái bóng nó hơi mờ tí thôi. Cái này thì nó đẹp hơn, mình bán giá thì 150 như một ngày ha. Hai cây này anh em dù không sử dụng tua vít tua điện vẫn sử dụng những cái thay đổi đầu vít được, nó được là cái là thay đổi đầu vít như qua lại được. Bán cặp nha, cặp 150 nha nè, cái này 150 nha, để mình lấy mình thử điện. Rồi đây nha mọi người, đó sáng nha, cây này còn mới thôi, có đầu mát ở phía dưới nha. 7B, 7B nha là một cây, 7A là hai cây nha, anh em xem để ý nè nha. Như cây này nó một cây này còn nè, nó sáng mà nó sáng dạng y, nó bị nó để lâu nó bị đục cái vỏ, anh em nhìn mình thấy sáng độ sáng nó khoảng không được sáng lắm, nhưng mà anh em nhìn mắt thường vẫn thấy nha. Cây đó thì mất rồi, cây dưới mà nó đẹp mà lại mất đó cả nhà. Đó. Rồi 7A 7B 150. Rồi có hai sự khác biệt nha anh em, một cây và hai cây. 7A lần này, 7B lần này nha. Anh em lưu ý mã số giùm mình. Mã số 8. 8 là bán sân này. Cho nó mình đi. Số 8 nha. 180.000. 2 4 6 8 cây nha. Chung có 3 cái đầu khuyết, 3 cái mũi khuyết ha. Đây nè, 1 2 ha, 3. Cây này cây cán nhựa nha. Còn lại là anh em nó khác ly nhau, có thể là nó trùng lặp nhau, là trùng lặp nhau một cây thôi nha. Điêu khắc gỗ mini nha. Rồi mấy cây này nó mình bị mất vỏ hộp, chứ nó vỏ hộp nó chỉ có 5 cây thôi anh em. Chung đầu là nó còn còn ngon lành hết nha. Rồi điêu khắc gỗ mini 2 4 6 8 cây 180.000 nha. Mã số 8 chưa phí ship nha. 9 9 là bán cho anh em hai cái kiềm này. Mỗi cây là cây này 150, cây này 170 nha anh em, một ngắn một dài. Thằng này 2 tấc 2, thằng này 2 tấc 3 hơn tí xíu. 170 là cây này mới, cây này 9A nha, 9B anh em từ từ xem nha. Test cây 9A trước ha. Cây này thì có sử dụng rồi mọi người, sử dụng nhưng mà số má còn rất đẹp ha, tút dây còn ngon lành hết nha, nó chỉ là cái đầu cắt nó bị nhăm tí xíu thôi. Đó, cái lưỡi cắt nó bị nhăm tí xíu thôi, nhưng còn cắt được chứ không phải là không. Cái cây này nó khá là dày, nó cũng đứt nha, nhận bị nhăm thôi mọi người chứ không phải là gì. Đó, cây nữa dây điện này nó khá là dày, mình cắt nó trượt đó, nó cũng đứt như ai nha. Mấy cái đầu tuốt thì rất là mấy bén nha mọi người. Mấy cái này nó khá là dày và chắc, vì anh em cầm trên tay khá là chắc tay, nó dày gần 4 ly nha. 4 ly là anh em biết cây kìm này là nó khá là dày lắm á. Cây này thì chắc nó 3 ly mấy à, nó có 3 ly hơn thôi. Đó, nhưng mà cây này như nó mới chưa dùng nè, mình chỉ vệ sinh sơ thôi, nó dính nhớt dính dơ nha mọi người. Cây này trên thân đây còn rất là đẹp nha,
Cây này như chưa có dấu dùng luôn nè, chưa có dấu cắt luôn nè. Nó cán thì dơ thôi. Chung việc nhiều lắm, mình không có chà rửa ra hết, nó rất là mới. Thấy nó mới vậy mình khỏi chà rửa, mình đã bán cho mọi người luôn ha. Chưa có dấu cắt luôn nha, mình cắt cái là nó lấy dấu liền nè. Đó anh em thấy mình cắt cái là có cái dấu liền ha. Đó. Tiền nào của nấy. Ngon lành hết nha. 170 ngàn cho mã 9B nha. Số 10. 10 bán cho anh em hai cây. Để 10 bán món này mọi người. 10 là mình bán cái cây khoan tay đi. Hôm nay mình có một cây 250 nha. Cây này để mình cũng chưa khui ở dưới và nó có gì không nữa. Không, này nó rất bình thường. Như đây nó để mũi khoan á mọi người. Để mũi khoan mà mũi khoan nó không có ha. Khoan gỗ này, khoan khoan này rất là cổ. 3 tấc 2 nha, dài 3 tấc 2, 2 nhông nha. Thì cái này độ mới nó khoảng 70-80% thôi anh em, nhưng mà còn ngon lành chứ không phải nghe, tại nó quăng bãi lâu thôi. Chứ còn sức người sử dụng là nó cũng được bình thường như những cái cây mình hay bán thôi. Chứ không có khác gì hết. Cái đầu này nó bị rớt đâu mấy cái đầu kẹp này ta. Mã số 10 này tạm ngưng bán. Rồi mình đổi ra cây khoác khác nha anh em. Cũng mã số 10 250. Trong cây này cây khác. Cây này nè, nhìn nó cầu kỳ và nó cũng hay hay nha, có một nhông thôi. Nhưng mấy cái này nó bằng thép nha anh em. Đó. Còn bình thường những cây nãy mình quên để ý là cái đầu, mấy cái đầu kẹp mũi khoan này không biết nó nằm đâu rồi. Nó cái này thì còn gọi thinh nè, ba cái đầu kẹp khoan ở dưới. Quên, cái này là nó bộ phận, nó là bộ phận rời nha anh em. Cái này y như mấy cái đầu khoan mini mình bán 100 ngàn một cái á, mình gắn vào như thế này, nó có cái khớp này nè. Để cái này là nó bình thường nha, dù nó có dơ đây anh em tháo ra vệ sinh nè, còn cái này là mình siết vào thôi. Siết vào nó sẽ có cái cốt này, nó sẽ đẩy lên, đẩy cái ba cái cây kẹp mũi khoan lên. Cái này như thế nó cũng hay hơn mấy cái kia, tại cái đầu này nó có cái đầu khớp nối nè, cấp nối để tháo răng này ra. Đó. Cây này như còn sáng hơn nha mọi người. Cũng là 3 tấc mấy. 3 tấc ha, cây này 3 tấc. Ngắn cây kia tí xíu. Cũng 250 nha, cái này của Nhật nha. Cây này độ hoàn thiện nó còn khoảng trên 80%. Đó. 250 nha, mã số 10. Còn dư thời gian tí mình bán cho anh em mấy cái bình giữ nhiệt ha, bình A. Đây, cái này máy in da băng nha. Này còn đẹp luôn nè. Đường ngang 9 phân nha. Tổng chiều dài 3 tấc mốt. Cái này nó không có hai cái quai bên hông nha anh em. Chung miễn tiền nào của mấy anh em. Nhiều khi những mặt hàng chợ nó bán không tới 100 ngàn. Những bình này đi, dù anh em xài 1 năm, thời gian nó cũng có thời gian thôi. Độ giữ nhiệt nó không có bằng những cái này đâu nha. Đó. Thì anh em xài, nếu anh em nào xài anh em biết. Như hàng ta, người ta xài hàng chục năm, nó có thể là hơn luôn á. Cái này thì nó còn khá là đẹp nha. Khá đẹp nha mọi người. Đó, mình chắc nghĩ không được, không biết được lít không, nó không có để thông số đây. Máy in da băng nha. 0,98 lít, gần lít ha. 0,98 lít nè.
không ta? Đó, 250 cho mã bình giữ nhiệt A ha. Đây còn hai cái nè mọi người, này chọn cho mọi người mấy cái máy Insaban không ha. B, C. Đây nha, máy Insaban không nha. Nó còn đẹp. 170 trước đi. Được 2 tấc 7. Đường kính ngang được khoảng 6 phân ha. Phải chi mà nó cái bình nào nó cũng in mấy da băng trên cái thân này cũng dễ bán cho mọi người ha. Tại một số hàng có thể là mình những mặt hàng nó xuất đi nữa. Nó cái này là còn cái nào cũng nấy cũng còn là, cái này cái nút nhấn để mà anh em đó. Không cắn mớp nha. Cắn mớp mình sẽ bán với giá khác. Thì trước khi về sử dụng mình phải vệ sinh lại nha mọi người. Bình B 140 nè nha. 6 phân 24 ha. Trên cái đầu nó cắn mớp không ảnh hưởng nha anh em. Trên cái đầu nó cắn thôi, chứ còn cái đáy là nó còn y sinh nha. Để cân cân bằng được ha. Nhấn cái là nó hở mỏ để rót nước anh em. Con lành hết mọi người, đựng gì cũng đựng. Thì anh em mình có thể tự đoán kích thước nha, ví dụ hai tấc mấy thì anh em dưới dư găng tay ra để nhiều khi xem trên đây xem online từ xa anh em nhìn thấy nó nhiều khi nó nặng. Cái này 100% thép inox luôn, thép inox không không hết luôn á. Cái này cũng vậy mọi người. Máy này khá là chắc nha. Máy ra băng hết nha. BC có sự khác nhau trên lệch vài chục anh em tùy theo nhu cầu. 140 và 170 nha. Máy in ra băng thằng này luôn. Cũng là nó thép không mà ủa dạng inox không hết luôn. Đó. Tiền nào của nấy. Bên này mình thấy khá là chất lượng nha, 250 chưa phí ship. Giá mình báo là chưa phí ship nha anh em. Rồi, đã cảm ơn mọi người đã xem cái clip này. Mình sẽ quay lại một cái clip nữa mọi người. Số lượng mình bán khá nhiều. Rồi, đã cảm ơn mọi người. Xin chào.